I'm loving your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Kiếm Thông Mobile. Và theo như mình được biết thì không khí Tết đang cận kề với chúng ta lắm rồi. Và cái số ngày mà đếm đến Tết thì nó không còn xa nữa. Và chính vì vậy nó bắt đầu chuyển sang mùa xuân á, nên là cái thời tiết của nó cũng đang dần dần se lạnh từ từ rồi. Và những cái thay đổi thì nó sẽ thay đổi từng ngày một, với những cái nhiệt độ và độ ẩm nó sẽ giảm dần này. Thì bên cạnh đó chúng ta cần phải trang bị cho mình một cái sản phẩm, đó chính là chiếc đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm trong căn nhà, để mà các bạn có thể quan sát được cái nhiệt độ và độ ẩm hiện tại của môi trường mình đang sống, để mà có những cái biện pháp kịp thời bảo vệ sức khỏe tốt để cho gia đình của chúng ta có một cái không khí trong lành để mà ăn Tết này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người hai cái sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm. Một cái có tên là RTS308 và một cái có tên là RTS8. Thì bên tay phải của mình đây là chiếc RTS308 là cái mẫu mới, còn cái RTS8 là cái mẫu cũ rồi. Và đây là cái hộp của cái RTS308 này. Thì để xem hai cái sản phẩm này nó có cái công suất hoạt động như thế nào, cũng như là cái sai số nó ra sao, thì mời các bạn cùng với mình chúng ta sẽ tìm hiểu sau phần intro nha. Và đầu tiên thì mình xin nói về cái thiết kế của hai cái chiếc đồng hồ này ha. Thì ngoài cái chất liệu được bao bọc ở bên ngoài, đó chính là nhựa ABS nhám màu trắng này, thì mặt sau của nó đối với cái đời trước, tức là RTS8 ấy, thì nó sẽ có cái giao diện và những cái nút nó nằm ở mặt sau, cũng như cái loa của đồng hồ báo thức cũng nằm ở sau luôn. Và hơn thế nữa thì ở đây nó đã thiết kế hẳn một cái G. Thì cái G này nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của chúng ta dễ đứng hơn ở trên mặt phẳng này. Đấy, các bạn có thể trang trí lên bàn làm việc hay là ở bất kỳ nơi nào mà các bạn muốn. Các bạn có thể trang trí trên những cái chiếc kệ để mà chúng ta dễ dàng quan sát và theo dõi nữa. Và hơn thế nữa thì ngoài cái màn hình OLED được hiển thị những cái thông số rất là rõ ràng từ giờ giấc này và những cái ký hiệu, hơn thế nữa thì nó còn có thể đo độ độ ẩm và cái phần trăm của cái độ ẩm nữa. Thì ở đây chúng ta có thể chuyển từ độ C sang độ F và nhờ qua một cái phím như này, khi mà các bạn nhấn một cái thì ở đây nó sẽ chuyển lập tức chuyển về độ C ngay. Còn đối với cái con RTS308 cũng như là cái mẫu mới nhất ấy, thì nhà sản xuất cũng đã tối giản hơn về cái thiết kế, giúp cho người dùng chúng ta dễ dàng sử dụng. Nếu như mà nhà các bạn có người lớn tuổi hay người già thì chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để mà cho ông bà cha mẹ của mình làm quen với cái sản phẩm này, cũng như là điều chỉnh và sử dụng nó. Và cái điểm mà mình tâm đắc nhất trên con RTS308 này, đó chính là mặc dù là cái màn hình của nó đã được thu nhỏ lại rồi, nhưng mà những thông số ở trên màn hình, ví dụ như là giờ giấc, nhiệt độ hay là ngày tháng năm đồ ấy, thì nó hiển thị rất là rõ ràng. Và những cái phím chức năng ấy thì nó chỉ giảm lại còn 3 phím thôi. Còn con RTS8 thì ở đây nó sẽ có tổng cộng là 5 phím, bao gồm đèn này, nút cài đặt, nút điều chỉnh và nút để mà mình xem lại lịch sử và chuyển từ độ C sang độ F. Thì ở đây thì đối với con RTS308 này thì nó đã không còn đèn để mà chúng ta sử dụng nữa, nhưng mà nó bù lại thì nó sẽ có cái màn hình OLED hiển thị rõ ràng hơn. Rồi, và ở đây thì chỉ có 3 cái nút này, thì cái nút này sẽ là cái nút mà để chúng ta set cài đặt. Ở đây là cái nút lựa chọn, còn đây là cái nút mà để chúng ta quan sát và theo dõi cái lịch sử cập nhật nhiệt độ độ ẩm. Và khi mà mọi người set cài đặt ấy thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Thì hai cái sản phẩm này nó có cái cách cài đặt giống nhau, tức là khi mà mình hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một trong hai cái sản phẩm này ha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mặt sau của hai cái đồng hồ. Thì đối với cái con RTS308 ấy thì nó tích hợp được rất là nhiều kiểu để, ví dụ như là các bạn treo tường đây, hoặc là các bạn có thể để bàn được luôn, nhờ cái G nó được gắn và nó ấn chìm vào trong cái mặt sau như thế này này, thì các bạn có thể nó để bàn được. Và ở đây thì chúng ta có thể treo lên cái móc hay là những cái đinh mà các bạn đính ở trên tường nữa. Còn đối với cái con mà RTS8 ấy thì chúng ta chỉ có thể sử dụng đủ một cái chức năng, đó chính là để bàn thôi.
Và một điều nữa đó chính là phần pin. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó có một cái mặt phẳng mà chúng ta chỉ cần lấy cái nắp ra và lắp pin vào thôi. Và đối với RTX 308 thì nó sẽ sử dụng một viên pin, còn đối với RTX 8 thì nó sẽ sử dụng hai viên pin như thế này. Và bù lại á, thì cái sản phẩm bên đây nó đã có cái màn hình khá là to, rồi chữ số hiện cũng khá là rõ rồi. Và nó còn được trang bị thêm một cái đèn như thế này để mà khi mà trong điều kiện thiếu sáng hoặc là ban đêm thì các bạn vẫn có thể quan sát được bây giờ là mấy giờ, hoặc là các bạn có thể tắt báo thức ngay. Đấy, đây là một cái điểm mà mình rất là thích ở chiếc RTX 8 này. Còn đối với cái sản phẩm này thì nó chỉ gọn và phù hợp để mà các bạn bố trí nó ở văn phòng thôi. Còn với cái RTX 8 thì mình nghĩ là ở văn phòng, ở nhà hay là ở phòng ngủ thì mình thấy là nó đều thích hợp hết. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua để mà mọi người có thể hình dung và xét cái cài đặt về những cái thông số như là ngày, tháng, năm ha. Còn về nhiệt độ, độ ẩm thì cái cảm biến của đồng hồ nó sẽ tự cập nhật. Và cái size số ở đây á, thì các bạn có thể nhìn thấy là đối với RTX 308 thì cái nhiệt độ hiện tại là 28.9. Còn đối với RTX 8 ấy, thì cái nhiệt độ hiện tại của nó là 28.2. Và cái độ ẩm là 47 đối với RTX 308 và 42 đối với RTX 8. Thì mình thấy là cái sai số này nó không có đáng kể. Và bây giờ thì mình sẽ có một số hướng dẫn đơn giản để mà mọi người có thể dễ dàng sử dụng cái sản phẩm này ha. Thì ở đây á, mình sẽ lấy pin ra. Đấy, mình sẽ khi mà các bạn mua về thì lúc đấy chưa có lắp pin thì mọi người sẽ lắp pin vào. Đấy, rồi khi mà lắp pin vào rồi thì những cái thông tin ở trên màn hình nó sẽ được thiết lập lại từ đầu luôn, trừ cái nhiệt độ, độ ẩm mà thì nó chỉ có thể cập nhật chính xác thôi. Còn những cái thông tin như là thứ, ngày, tháng, giờ, giấc, đổi thì nó đều quay về cái con số cơ bản ban đầu hết. Tại vì của chúng ta là phải thiết lập của nó giống như ngày giờ hiện tại mà mọi người đang sử dụng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ha. Thì ở trên cái phần nút này á, chúng ta chỉ có 3 nút thôi, đó chính là nút mút, nút add và nút memory. Và khi mà các bạn nhấn vào cái nút memory này á, thì chúng ta sẽ xem được những cái cập nhật trước đó, và nó có thể hiển thị 2 đến 3 cái cập nhật trong lịch sử để mà các bạn có thể quan sát được là cái nhiệt độ nó đang thay đổi như thế nào ha. Rồi còn với nút hai cái nút mới và nút add này á, thì chúng ta sẽ có thể set cài đặt này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần set ha. Sau đó các bạn sẽ nhấn và giữ cái nút mode thì cái phần này nó nhấp nháy thì các bạn có thể sửa đổi cái phần đó. Ví dụ như bây giờ là 3 giờ 43 thì mình sẽ chỉnh cái phần phút lên đến số 43. Rồi, và khi mà set xong rồi thì mình sẽ bấm nút mode lần nữa để mà nó chuyển sang cái giờ. Đấy. Và ở đây là mình nó đã mặc định cho mình là cái giờ là múi giờ là 12 tiếng, nên là chúng ta phải chuyển qua cái phần 3 giờ 43 chiều. Và ở đây phải là chữ PM là buổi chiều ấy, còn nữa là chữ AM là buổi sáng, thì mọi người nhớ lưu ý cái phần này ha. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể chỉnh cái múi giờ 12 giờ hay là 24 giờ tùy theo cái sở thích hoặc là cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Rồi, và sau đấy thì mình sẽ chuyển sang chúng ta chỉnh cái năm này. Thì mình sẽ chỉnh cái năm đúng với ngày hôm nay nhé. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ qua ngày. Ô, mình bỏ mất tháng rồi. Rồi mình sẽ quay lại tháng nha. À, tháng đúng rồi mà. Sạp xí. Rồi sau khi mà chỉnh giờ giấc ngày xong á, thì khi mà các bạn chỉnh ngày thì cái phần thứ nó sẽ chạy đúng với cái ngày luôn, nên là các bạn không có cần chỉnh nữa. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình chỉnh cái đồng hồ báo thức ha. Khi mà các bạn ở đây là cái giờ hiện tại nè, và khi mà các bạn chuyển sang cái phần 0 giờ 00 này ấy, thì nó sẽ hiện cái phần đồng hồ báo thức ở đây, thì các bạn sẽ nhấn giữ để mà chúng ta thay đổi cái múi giờ. Thì mình sẽ chỉnh cái múi giờ của mình là 6 giờ 30 phút sáng ha. À thôi, mình chỉnh lên 50 đi, để nó reo cho mọi người nghe được cái tiếng chuông báo thức của nó ha. Rồi mình chỉnh là 15 giờ 50 ha.
và mình sẽ ok set cái cài đặt này vào bà Thùy. Thì sau sau khi mà nó hiện đến cái 15:50 á, nó sẽ reo cái chuông báo thức và cái chuông cái loa của nó sẽ nằm ở đây, thì mình sẽ cho mọi người nghe được là cái âm lượng của nó to như thế nào ha. Rồi, và sau cái khoảng thời gian chờ đợi thì cái đồng hồ báo thức của mình cũng đã reo rồi này, thì mọi người có thể nghe thấy được là cái âm thanh của nó rất là to và liên tục luôn, và nó sẽ reo trong vòng khoảng 5 đến 10 phút gì đấy, và các bạn chỉ cần việc tắt nó là được thôi. Và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu và review chi tiết cũng như là hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái chiếc đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm này rồi. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả video hoặc là đến trực tiếp các showroom của Chiếm Tai Mobile nhé. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!